Sáng nay, thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ công bố quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự buổi lễ về phía Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Về phía thành phố Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh cho biết quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1287 ngày 2 tháng 11 năm 2023 là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới. Là nền tảng để tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất. Để triển khai hiệu quả hoàn thành các mục tiêu đã được phê duyệt tại quyết định 1287 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, sự hỗ trợ hướng dẫn của các cơ quan trung ương, đặc biệt là sự đồng hành của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành chung, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp các ý tưởng, triển khai các dự án phù hợp với các mục tiêu đã xây dựng. Theo quy hoạch lần này, mục tiêu tổng quát là xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, một trong những trung tâm văn hóa thể thao, giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học công nghệ phát triển của cả nước, trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế, thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế, với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, khu vực Bắc Tây Nguyên và đạt đẳng cấp khu vực châu Á, đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo được đảm bảo vững chắc. Tại lễ công bố, thành phố cũng đưa ra dự kiến các nội dung để triển khai quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm định hướng xây dựng kế hoạch, thực hiện quy hoạch thành phố trong thời gian đến. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Đà Nẵng hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội, khác biệt để phát triển nhanh và bền vững, đóng vai trò là một trong những trung tâm tăng trưởng của đất nước, đồng thời kỳ vọng rằng quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới, cũng như tạo ra xung lực mới để Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý một số vấn đề đặt ra khi Đà Nẵng triển khai các nhiệm vụ cụ thể của quy hoạch và tin tưởng vào một sự khởi đầu hết sức tốt đẹp cho chặng đường phát triển mới của thành phố. Để đạt được những mục tiêu tham vọng này, không thể nghĩ và làm theo lối cũ. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng như từng người dân Đà Nẵng phải chuyển hóa khát vọng phát triển mãnh liệt, niềm tự hào, tình yêu quê hương cùng tinh thần đổi mới trong từng hành động, việc làm nhỏ nhất để thành phố không chỉ đáng sống mà còn đáng đầu tư, đáng cống hiến và đáng trải nghiệm. Chìa khóa thành công của Đà Nẵng nằm ở khả năng khơi dậy nguồn lực con người vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta có niềm tin rằng thành phố Đà Nẵng tiếp tục đạt được những kỳ tích trong phát triển với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và khát khao vươn lên của nhân dân. Phát biểu bế mạc buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ cùng với các bộ ngành trung ương và ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa triển khai quy hoạch, đảm bảo yêu cầu chất lượng. Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố xem nhiệm vụ triển khai quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời nhấn mạnh, sự kiện lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để thành phố tiếp tục khơi thông các nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, cũng như củng cố hơn nữa khát vọng, quyết tâm, phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thời gian đến. Việc triển khai hiệu quả quy hoạch cần có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp chính quyền, cũng như sự quan tâm, đồng hành của các đối tác phát triển, các nhà đầu tư trong và ngoài nước và cộng đồng doanh nghiệp của tất cả các người dân toàn thành phố. Tôi kêu gọi Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, đồng lòng và tranh thủ thời cơ, phát huy nội lực, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và châu Á. Cũng tại buổi lễ, thành phố Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 7 dự án, trong đó có 6 dự án có vốn đầu tư trong nước, 1 dự án tăng vốn đầu tư và 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài vừa được cấp phép trong thời gian qua trên địa bàn thành phố với tổng vốn đầu tư hơn 9,3 ngàn tỷ đồng. Với sự chuẩn bị đầu tư bài bản và nghiêm túc, cùng một tầm nhìn dài hạn và những giải pháp đột phá, quy hoạch lần này sẽ là công cụ rất quan trọng để thành phố Đà Nẵng quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai, xây dựng Đà Nẵng ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp, an bình và đáng sống.